Xin chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tin tức hàng loạt sao Việt thích thú khi chia sẻ MV thật bất ngờ của Trúc Nhân. Không còn chiêu trò BG, MV mới nhất của Trúc Nhân vẫn được nhiều nghệ sĩ Việt tự động chia sẻ lên Facebook cá nhân. Vào tối ngày 4 tháng 12, MV thật bất ngờ của Trúc Nhân đã được ra mắt. Chỉ sau một vài giờ, MV này không chỉ được cộng đồng mạng mà còn rất nhiều nghệ sĩ Việt chủ động chia sẻ trên trang cá nhân. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử khi các nghệ sĩ khác chủ động chia sẻ MV của một nghệ sĩ khác mà không hề có một chiêu trò BG nào từ chính chủ. Hầu hết, các chủ bot đều đưa chữ thật bất ngờ lên dòng trạng thái bởi MV được quay với một chất liệu quá tuyệt vời. Chỉ sau một ngày, độ viral của MV thật bất ngờ đã được lan truyền một cách chóng mặt. Đây thực sự là một thành công lớn của Trúc Nhân. Với những hình ảnh của một Hà Nội xưa giản dị trong một khu tập thể cũ, dàn diễn viên quần chúng diễn xuất xuất thần những chi tiết đời thường như tập dưỡng sinh buổi sáng, chiếc loa phát thanh phường, hớt tóc vỉa hè, v.v. đã được hết vào trong 8 phút của MV thật bất ngờ. Mặc dù ca khúc này phản ánh những mặt trái của showbiz cùng với ca từ có phần hơi nhạy cảm, nhưng với biên kịch xuất sắc, nội dung MV độc đáo đã tạo nên thành công lớn của MV thật bất ngờ. Một lần nữa, Trúc Nhân đã chứng tỏ được mình là quái nhân có 102 của VBIT. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.